Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Đỉnh điểm mùa khô làm cho không gian sống trở nên chật chội. Thứ quý giá nhất lúc này rõ ràng là nước. Tuy nhiên, những giọt nước cuối cùng lại đang được canh giữ rất cẩn thận. Quái vật cá sấu luôn biết rõ là mình nên làm gì tốt nhất. Nó sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Những con khỉ đầu chó này không phải rảnh rỗi mà ngồi đây cho nóng. Thực ra, chúng đang chờ một kẻ thế mạnh, một kẻ không may, một kẻ làm no cái bụng quái vật cá sấu. Khi đó, chúng sẽ tràn xuống uống nước. No. Tuy nhiên, trong số chúng, có kẻ không thích chờ đợi. Thay vì chờ cá sấu ngừng săn mồi, thì một con khỉ đầu chó nghĩ ra cách làm rất thông minh. Đó là, nó đi đào một cái hố nhỏ gần bờ sông. Khi có nước, nó sẽ gục cái đầu xuống uống cho thật đã. Một con linh dương Impala thấy vậy, liền chạy lại xin một ngậm. Nhưng đừng có giỡn với khỉ đầu chó. Rõ ràng kẻ thông minh này xua đuổi thẳng thần. Ở ngoài hoang dã, không thể có sự thương hại nào cả. Kẻ thông minh tìm ra nước, nhưng lại rất kiêu kiệt, bủn xỉn. Nó không chia sẻ cách làm này cho đồng loại của mình dùng, khiến một số con vật khác hết kiên nhẫn vì quá khát. Chúng mạo hiểm tìm đến con nước, rồi chúng lại một phen đứng tim hú hồn trước sự rình rập của cá sấu. Nhiều con đã không còn giữ được bình tĩnh, không khí ngột ngạt và vô cùng căng thẳng. Một con khỉ đầu chó khác đã không thể nhìn nổi nữa. Nó mong man lại nơi có nước. Nó phải uống nước, nếu không thì rất khó sống. Cuối cùng, nó chính là kẻ sải chân, thế mạng hôm nay. Quỷ dữ đầm lầy đã bắt được nó. Ngậm nước đắng lòng chảy ngược ra khỏi cổ họng. Cơn đau tê dại rên buốt cả đầu. Con khỉ đầu chó dùng đôi tay bé nhỏ của mình giữ lấy cái hàm quái vật. Không cho những chiếc đinh nhọn cắm sâu vào đầu thì nó vẫn có cơ hội sống sót. Một người anh em tốt của nó đang cố lao vào giải cứu. Móng vuốt của khỉ đầu chó được ví như vuốt hổ, nên những cú cầu vào mắt cá sấu là rất có tác dụng. Nếu con sông này đầy nước, con khỉ gặp nạn đã bị cá sấu lôi xuống dưới dìm chết mất rồi. Nên việc sinh lầy này cũng là may mắn với nó. Nó đang cố bám trụ, làm mọi cách để thoát ra. Đồng loại của nó đã bỏ cuộc, nhưng con khỉ gặp nạn đang cố tấn công mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, nó đã chiến thắng được quỷ dữ đầm lầy. Nó lao lên bờ, sống sót một cách kỳ diệu. Một mảng da mặt bị xé rách, rất đau. Đây có lẽ là sự cố nhớ nhất trong cuộc đời nó. Nhiều lúc, một ngậm nước là đánh đổi bằng cả mạng sống. Tự nhiên quá ác liệt.